Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn phân hệ vật tư hàng hóa. Vật tư hàng hóa là một phần rất quan trọng, nó liên quan trực tiếp tới quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra tình hình nhập xuất tồn của vật tư hàng hóa. Trước tiên, tôi xin giới thiệu cách nhập hàng hóa vật tư mua trong nước. Chúng ta vào phân hệ vật tư hàng hóa. Chọn biểu tượng mua hàng. Chọn tháng phát sinh. Ngày chứng từ. Ngày ghi sổ. Ghi số chứng từ và nhập diễn giải. Ví dụ nhập hàng, chúng ta chọn tài khoản tùy vào mục đích sử dụng của vật tư. Nếu là nguyên vật liệu chính, chúng ta chọn tài khoản 1521, enter để chọn mã nguyên vật liệu. Nhập số lượng, đơn giá. Nếu là nguyên vật liệu phụ, chúng ta sẽ chọn tài khoản 1522, enter chọn mã nguyên vật liệu. Nhập số lượng, đơn giá. Nếu là hàng hóa, chúng ta nhập tài khoản 1561, enter để chọn mã hàng hóa. Nhập số lượng, đơn giá. Để kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào, chúng ta nhập tài khoản 133111. Nhập thuế suất. Khi khai thông tin hóa đơn, chúng ta enter để chọn mã số đơn vị. Nhập ký hiệu hóa đơn. Ghi. Tiếp theo nhập tài khoản 1111 nếu đã thanh toán bằng tiền mặt. Nếu chưa thanh toán, chúng ta sẽ nhập tài khoản 3311 và chọn mã khách hàng. Cuối cùng chúng ta bấm nút ghi để hoàn tất quá trình nhập liệu hóa đơn mua hàng.